Nơi thiên đường giải trí hàng đầu thế giới kết nối cộng đồng, một ốc đảo lý tưởng thổi bùng những cảm hứng bất tận. The Arena, kỳ quan bốn mùa lễ hội, chất lọc tinh túy từ sức sống của biển, linh động của cát, nồng nhiệt của ánh sáng và ao ạt của gió. Bốn tòa condotel Sea, Sand, Light, Wind quy tụ nét sôi động nhất của vũ trụ. Với lối quy hoạch kiến trúc thông minh, hiện đại, tạo nên sự liên kết hoàn hảo cho hệ thống tiện ích của The Arena, đảm bảo tối ưu chức năng nghỉ dưỡng, giải trí lễ hội sôi động, kết nối cộng đồng. Đến với The Arena, bạn có thể hòa vào vũ điệu nước tại bể bơi giật cấp 3 tầng, dọc bãi biển, trải nghiệm cảm giác thư giãn nơi từng nước khoáng nóng, tăng cường sức khỏe nơi bể bơi nước mặn và hòa vào nhịp sống khoáng đạt giữa bể bơi nước ngọt. Giữa thiên nhiên rực rỡ và kiến trúc đến từ tương lai, bến du thuyền như một kiệt tác tạo nên diện mạo kỳ quan cho dự án. Đây là nơi tổ chức các lễ hội giải trí hiện đại bậc nhất Việt Nam với nhiều loại hình độc đáo. Sự kết hợp giữa mô hình hoạt động nghệ thuật cộng đồng và ẩm thực đường phố nhộn nhịp sẽ giúp bạn và gia đình hòa vào dòng chảy ngập tràn cảm xúc của những trải nghiệm tuyệt vời nối tiếp. Sống giữa một cộng đồng tươi vui đầy màu sắc, giao thoa với văn hóa và ẩm thực bản địa, bạn sẽ được khơi dậy cảm hứng trải nghiệm những lễ hội hoành tráng nhất. Quảng trường trung tâm là nơi tổ chức các sự kiện, lễ hội cộng đồng sôi động, lấy cảm hứng từ đấu trường Arena cuồng nhiệt huyền thoại.